Đây là một ngày của một ông bố đơn thân Nhật Bản. Vào lúc 6 rưỡi sáng, Aki đang ngon giấc bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức. Năm nay Aki 34 tuổi, sống với con gái ở tỉnh Saitama thuộc khu đô thị Tokyo, Nhật Bản. Sau khi thức dậy thì anh rửa mặt nhanh chóng. Tiếp theo là Aki cần chuẩn bị bữa trưa cho con gái mình. Hôm nay anh ấy sẽ làm cơm hộp theo hình gấu Pun. Gấu Pun là nhân vật hoạt hình yêu thích của con gái anh. Tuy chỉ là một người đàn ông, nhưng anh ấy sẽ cố gắng hết sức để làm hộp cơm trở nên dễ thương. Đúng lúc này con gái của anh tỉnh dậy. Con gái anh tên Emma, năm nay 3 tuổi, hiện đang học mẫu giáo. Cũng giống như bao đứa trẻ khác, Emma rất thích đồ chơi. Trong nhà đâu đâu cũng có búp bê hoạt hình Disney, Emma sẽ tự chơi đồ chơi. Còn Aki sẽ tiếp tục chuẩn bị cơm hộp. Sau một lúc thì hộp cơm đã được hoàn thành, nhìn tổng thể rất dễ thương. Trông không kém hộp cơm trong ảnh là bao, Emma vừa nhìn đã thấy rất thích. Sau bữa sáng ngon lành, Aki bắt đầu vệ sinh cá nhân và mặc quần áo cho con gái, chuẩn bị đưa Emma đến trường. Mặc dù anh ấy là đàn ông, nhưng anh ấy đã là một ông bố đơn thân suốt 3 năm qua. Aki sớm đã quen với những việc chăm sóc trẻ em như này. Ngay cả bím tóc khó nhất Aki cũng buộc được một cách dễ dàng. Mặc dù không quá đẹp và gọn gàng, phần tóc mai ở một bên vẫn còn rủ xuống, nhưng con gái anh vẫn cảm thấy rất đẹp. Làm thế nào chúng ta có thể yêu cầu một người cha làm quá tốt trong vấn đề này? Sau khi thay quần áo và giày cho Emma, hai cha con đã đi ra ngoài hơn 1 giờ sau khi thức dậy. Đừng nhìn anh chỉ là một người đàn ông, chiếc xe của anh được trang trí rất dễ thương, và đó là những kiệt tác của con gái anh. Trong mắt Aki đây là chiếc xe đẹp nhất thế giới. Ngay cả Ferrari cũng không thể so sánh. Aki đưa con gái đến nhà trẻ sau 20 phút lái xe. Sau đó anh ấy đến một phòng tập thể dục để tập thể dục trong khoảng 1 giờ. Đó là thói quen mỗi buổi sáng của anh. Aki lái xe về nhà sau khi ra khỏi phòng tập. Sau đó anh ta cần phải bắt đầu làm việc. Aki là một doanh nhân. Anh ấy thiết kế một studio nhỏ trên tầng 2 của nhà mình, phụ trách chính về việc bán các đặc sản địa phương của Saitama. Bởi vì vợ của anh nghiện rượu, nên Aki đã ly dị vợ vào năm 2020. Anh cũng thành công giành được quyền nuôi con gái. Thông thường thì bố mẹ đang bận rộn với công việc, ông bà chăm cháu là chuyện rất bình thường. Nhưng vì cha mẹ của Aki sống trên đảo Kyushu cách rất xa Saitama, anh thực sự không nỡ để bố mẹ mình phải di chuyển xa như vậy, nên anh đã quyết định tự tay chăm sóc con gái và sắp xếp công việc nhà. Mặc dù anh ấy rất bực bội mỗi khi nhìn thấy nhà cửa bừa bộn, nhưng khi nghĩ đến con gái mình thì anh lại dịu đi rất nhiều. Trước đây thì bạn anh có thể gọi anh đi chơi bất cứ lúc nào, nhưng đến bây giờ anh đã dồn hết tâm tư cho con gái. Aki không có nhiều thời gian để giải trí, và anh còn phải chăm sóc cho đứa con gái bé bỏng. Aki sống ở vùng nông thôn của tỉnh Saitama, nên sở thích lớn nhất của Aki bây giờ là săn bắn. Thực ra săn bắn thực chất là giúp nông dân địa phương bắt những con vật phá hoại trang trại, và sau đó đổi lại là lấy rau từ nông dân. Dù có bận đến đâu thì Aki vẫn không quên đợi Emma tan học. Anh đã mua một số dụng cụ săn trong siêu thị và ăn tạm một bát mì trên đường. Sau đó anh chuẩn bị đi đón con gái tan học về. Có câu nói con gái là người tình kiếp trước của cha. Aki thật sự vô cùng thân thiết với con gái của anh ấy. Sau khi cả hai trở về nhà, Emma liền ngồi một bên chơi với đồ chơi. Aki sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết để đi săn sau. Sau khi đã chuẩn bị xong, hai cha con liền xuất phát, lái xe qua đường cao tốc, qua dốc và qua đường mòn trong rừng. Hai bố con đến trang trại sau hơn nửa giờ. Trước khi săn, Aki quyết định đặt mồi ở con sông bên cạnh nó, để câu cho con gái tôi một con rùa mai mềm thường thấy ở vùng nước ngọt ở Nhật Bản. Sau đó hai cha con lái xe đến nơi mà trước đó anh đã đặt bẫy, để kiểm tra xem có bắt được gì không. Thật không may, không có gì trong lồng cả. Không có cách nào, anh chỉ có thể đặt một cái bẫy khác. Sau đó Aki đưa con gái đến chỗ những người nông dân. Sau khi tìm hiểu tình hình với nông dân, anh cũng cho con gái mình trải nghiệm cách nhổ khoai tây, và cả xem cách họ trồng rau. So với những đứa trẻ cầm điện thoại di động mỗi khi về nhà, cá nhân anh nghĩ rằng cuộc sống ngoài trời như thế này thú vị và vui vẻ hơn nhiều, đồng thời cũng có ý nghĩa hơn. Sau khi tạm biệt những người nông dân, Aki đưa con gái tới bên sông, chuẩn bị xem anh có bắt được rùa không. Quả nhiên một con rùa đã cắn câu, nhưng theo yêu cầu của con gái, anh cuối cùng đã thả con rùa đi. Tại thời điểm này mặt trời đã lặn, hai cha con bắt đầu trở về nhà, thuận đường rẽ vào siêu thị để mua ít đồ. Aki sẽ mua một ít đồ ăn cho bữa tối và cả sáng hôm sau. Lần này đi săn với cha này có thể thấy rằng cô bé rất hạnh phúc. Hai cha con trở về nhà sau khi mua sắm. Tiếp sau đó Aki chuẩn bị nấu một bữa tối ngon lành. Ăn tối xong, Aki dành thời gian để dọn dẹp việc nhà và tắm cho con gái, kể một loạt những mẩu chuyện nhỏ trước khi đi ngủ cho con gái tôi cho đến tận 12 giờ đêm mới được đi ngủ. Đây là một ngày của một ông bố đơn thân ở Nhật Bản.